tiên các nguyên vật liệu mình cần sử dụng đó là bình làm kem. Mình sử dụng bình làm kem nửa lít. Thứ hai là topping base hay còn gọi là rít cao. Thứ ba là rít lùng là non-dairy cream. Tiếp theo là mình dùng sô-cô-la của Hershey. Và cuối cùng là ly đông. Với bình làm kem nửa lít thì mình sử dụng 250ml rít lùng và 250ml rít cao. Nhưng ở đây mình có sử dụng thêm sô-cô-la nên mình giảm cái lượng rít lùng lại. Đầu tiên mình đông rít lùng vào ca đông. Và Hershey sô-cô-la. Chúng ta đổ hỗn hợp rít lùng và sô-cô-la vào bình làm kem. Sau đó chúng ta cho 250ml rít cao. Để làm kem bằng bình làm kem này thì chúng ta không thể thiếu ga kem. Chúng ta sử dụng một viên cho bình nửa lít. Các bạn nào mà nó chặt rồi không nhiều nữa thì các bạn sẽ chút bình làm kem xuống và mạnh để cho các bạn sẽ nghe một cái tiếng xì ra. Sau khi gắn chặt rồi mình sẽ lắp đều bình làm kem. Chúng ta sẽ lắp cho tới khi nào mà không còn nghe cái tiếng nước ở trong này nữa, có nghĩa là lúc đó là kem đã sắp thành rồi. Rồi cái cảm giác của mình tay khi mà lắp thì nó đã đông lại chứ không còn như ban đầu nữa. Chúng ta sẽ thử vắt kem lên đây thôi.